Anh trai. Cái gì vậy? Anh đậu xe ra chạy sớm không? Lẹ lên trai, anh trai. Anh chở em lẹ trai. Đừng có hiểm anh trai. Lẹ lên. Cái gì mà gấp với mày? Lẹ đi. Lẹ sao? Em mới giật cái vỏ của bà kia không? Mày lên xe chạy báo tao sao mày? Lẹ không em phải chụp cái mày cứu em này đi. Lẹ đi tao bắt sao? Trời ơi, em chịu đâu. Em trả cho anh 3 triệu luôn. 3 triệu hả? Anh trai sao mà cũng chạy ra. Mày. Vậy anh hỏi mày nha. Dạ. Hồi nãy mày giật cái đâu rồi? Em giật của ngoài chợ ra. Ngoài chợ hả? Cái bà bà. Lẹ đi. Bạn. Cái bà đó mặc đồ bông không? Đúng rồi. Đồ đỏ, bông đỏ. Đúng anh. Ủa sao anh biết hả? Là mới giữa thì luôn. Lăn đi chạy, anh chạy nhiều chạy quá không, đi xe khác rồi nghe. Đi, tao chở. Ừ, anh chở lẹ đi, qua khu vực này nước rồi. Qua vực này, mỉa sao, qua vực này phải không? Đúng rồi, em chở 3 triệu. Rồi, dạ 3 triệu không? Dạ. Tao chở mày lên phường. Cái gì lúa anh trai? Mày biết cái vỏ của ai không? Cái vỏ này em được của bà kia đó anh trai. Cái bà đó má tao đó. Dạ. Vỏ tao mới đưa cho bà nè. Trời ơi trời. Mày nha, biết là ai không? Anh là ai? Cấm chuyện. Mày nói trời. Ê! Anh trai. Lên xe. Nó trời em khổ quá, không giờ. Khổ cái gì mà khổ ăn chấm chậm mà khổ. Ừ. Anh ơi, không giờ khu đề quá trời em làm liều quá. Mày lên không? Em mới bữa nay anh. Ai mà em lên trai. Mày đừng có uống quá. Mày sẽ giờ đâu mà dính rồi. Trời ơi trời, khổ quá trời. Cái này khổ luôn rồi trời, mùa nước ngập này khổ luôn rồi, chết trời. Ơi trời, công sức mình bỏ ra biết bao nhiêu tiền, mấy tỷ bạc. Bây giờ mình nước ngập này linh láng gì hết trơn rồi. Cây trái chết hết trơn rồi. Để cho người tâm với vậy. Alo Tâm, anh Tâm. Nghe nè anh. Tâm ơi, bây giờ em rảnh không? Rảnh gì không? Bây giờ nè, em lái chiếc xe của em á, em chạy vô đây nè, em chở đồ giùm anh được không Tâm? Lấy xe hả? Ừ. Là bây giờ bị cái gì mà lấy cho chở đồ? Bây giờ cái chỗ của anh nè, bây giờ vừa tượng của anh nước nó gặp quá trời luôn rồi Tâm ơi, kỳ này anh lỗ mấy chục tỷ rồi Tâm. Dạ, chở cái đồ vậy không? Rồi chở đồ lẹ ra Tâm. Rồi, để chút xíu. Rồi, chết tôi luôn rồi, khổ rồi Tâm ơi. Mẹ chạy gì đâu mày kêu nó chạy xe vô gái vậy, gặp 3 tiếng hộ chưa vô chạy, chắc là ngập lên cái nóc nhà luôn. Dẫn. Xe tới chưa? Xe tới rồi, nhưng mà bây giờ nó bị mất lún rồi. Ông mày lái sao mày cho lún xe hả? Trời ơi, tôi lái cũng vô cái đường ông chỉ đó, ông chỉ với ai chỉ. Tao cho mày đi học bằng lái xe, giờ mày làm chỉ Tâm. Bây giờ nó lún rồi, từ nãy giờ tôi kéo chết tôi mày. Đâu, mày ra mày chỉ đi. Cái nào đâu. Lái sao mà xe mà nó bị dướng vậy? Ông chỉ với ai chỉ, ông còn la ông chỉ vô cái đường gì đâu mà lúng. Dám nói ra học bằng lái mà chừng 10 năm. Nè, kéo đi phụ coi. Kéo vậy? Kéo xe lên trời phụ. Mà cái sao cái chở đồ mà lấy xe này đâu? Thì vô chở đồ cái xe này, cái xe này dở cái xe nhỉ? Là anh mua trời, cái sao trời? Đang làm ăn lỗ lã rồi, biết gặp còn gặp mày chở đồ xe này đó. Còn lâu vậy? Ông kêu gấp quá lấy xe này chở luôn. Mà cái sao lấy xe này chở đồ? Cái khổng cái gì vậy? Mốt cái khổng cái gì vậy? Mốt quay lại ra. Tao nói mày ra, mốt khổng có kêu mày gì đó chứ. Nhờ giải chút xíu à. Xe đá, ông đá, văng xe hư xe, lên xe không nổi. Đánh cái đầu mày cái đợt. Khổng cái gì vậy chứ? Đây là xe này không phải. Tao la cái đầu mày á. Lao chạy xe chở ông, giúp ông về mà không nói nữa chạy.